Đem tay xuống, nghi lễ chấm dứt, xin mời tất cả quý vị tự động tan hẳn. Kìa đoàn quân đi hiên ngang dưới bóng cờ vàng, kìa đoàn quân đi những chàng trai trẻ Việt Nam, đoàn quân ra đi khắc ghi lời thề sông núi, vì dân hy sinh xa chi vượt suối băng ngàn. Kìa đoàn quân đi uy nghi ánh mắt rạng ngời, kìa đoàn quân đi nụ cười ngao nghệ trên môi, đoàn quân tuổi thanh xuân ơi xin tròn hiến dâng sống nòi. Chương trình Buồn vui đời lính của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Huy Tâm thực hiện. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị thính giả cùng quý chiến hữu khắp nơi. Kìa đoàn quân đi hiên ngang dưới bóng cờ vàng, kìa đoàn quân đi những chàng trai trẻ Việt Nam, đoàn quân ra đi khắc ghi lời thề sông núi, vì dân hy sinh xa chi vượt suối băng ngàn. Kìa đoàn quân đi uy nghi ánh mắt rạng ngời, kìa đoàn quân đi nụ cười ngao nghệ trên môi, đoàn quân ra đi hy sinh tiếc gì sương máu, tuổi thanh xuân ơi xin tròn hiến dâng sống nòi. Đoàn quân đi giữ ruộng lúa xanh màu, đoàn quân đi giữ biển cả rừng sâu, đoàn quân đi giữ làng thôn êm ấm, giữ lời mẹ ru ngọt ngào. Đoàn quân đi cho cuộc sống đậm trời, đoàn quân đi cho dòng lệ ngừng rơi, đoàn quân đi cho đời vàng tiếng em và môi em ngắm nụ cười. Đoàn quân đi áo hoa dương bạc màu, đoàn quân đi những chàng trai nước Nam hùng. Thưa quý vị, chương trình Buồn vui đời lính hôm nay xin tạm gác tiết mục thường lệ một kỳ để gửi đến quý vị cùng quý chiến hữu câu chuyện Một vì sao chợt tắt. Đó là tin tức không vui
về sự ra đi của một tướng lãnh bất khuất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu tướng Đỗ Kế Giai, nguyên chỉ huy trưởng binh chủng biệt động quân. Nỗi buồn này không chỉ với những người lính mũ đỏ, mũ nâu, sư đoàn 18 bộ binh, mà có lẽ với tất cả những ai đã một thời khoác chinh y phục vụ dưới lá cờ vàng thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi lẽ Thiếu tướng Đỗ Kế Giai là một biểu tượng của chí khí anh hùng bất khuất, ngay cả khi còn ở trong ngục tù cộng sản. Biệt động quân, những người chiến sĩ mũ nâu với uy hiệu thần hổ, oai hùng và dũng cảm, đã làm khiếp đảm địch quân qua những chiến trận kinh hồn tại Bình Long, An Lập và trên khắp bốn vùng chiến thuật. Những chiến công từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau đã làm rạng danh 7 liên đoàn biệt động quân, những người chiến sĩ vô địch của những trận chiến sình lầy nước Đọng. Thiếu tướng Đỗ Kế Giai sinh ngày 12 tháng 6 năm 1929 tại tỉnh Bến Tre trong một gia đình điền chủ. Ông tốt nghiệp phổ thông trung học chương trình Pháp. Tháng 6 năm 1951, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào quân đội quốc gia với số quân 49118249. Theo học khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, tiền thân của trường Võ Bị Quốc gia, khai giảng ngày 1 tháng 7 năm 1951, mãn khóa ngày 24 tháng 4 năm 1952, tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Ra trường, ông chọn phục vụ trong tiểu đoàn 3 nhảy dù của quân đội quốc gia Việt Nam đồn trú tại Hà Nội. Tháng 7 năm 1954, sau Hiệp định Geneva, ông được thăng cấp trung úy, cùng đơn vị di chuyển vào Nam đồn trú tại Nha Trang. Năm 1955, sau khi chuyển sang phục vụ cơ cấu mới của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông được thăng cấp đại úy và cử làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 nhảy dù, thay thế đại úy Nguyễn Văn Viên. Tháng 10 năm 1959, ông được thăng cấp thiếu tá. Trung tuần tháng 11 năm 1960, ông chuyển sang làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù, thay thế thiếu tá Ngô Xuân Soạn. Tháng Giêng năm 1962, ông được cử làm chiến đoàn trưởng chiến đoàn 2 nhảy dù vừa thành lập. Đến đầu năm 1965, ông được thăng cấp trung tá và bàn giao chiến đoàn 2 dù lại cho thiếu tá Ngô Xuân Nghị. Sau đó, ông chuyển sang làm tham mưu trưởng sư đoàn 25 bộ binh do đại tá Nguyễn Thanh Sằng
làm tư lệnh. Tháng 9 năm 1966, ông được thăng cấp đại tá và bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 10 bộ binh, thay thế thiếu tướng Lữ Lan đi làm chỉ huy trưởng trường đại học quân sự tại Đà Lạt. Đầu năm 1967, ông có sáng kiến đề nghị cải danh sư đoàn bộ binh 10 thành sư đoàn 18 bộ binh và đã được Bộ Tổng tham mưu chấp thuận. Đầu tháng 11 năm 1967, ông được vinh thăng chuẩn tướng. Và ngày 20 tháng 8 năm 1969, ông nhận lệnh bàn giao sư đoàn 18 lại cho chuẩn tướng Lâm Quang Thơ, nguyên chỉ huy trưởng trường bộ binh Thủ Đức. Sau đó, ông được điều động về phục vụ tại Bộ Tổng tham mưu. Tháng 8 năm 1972, ông nhận nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng binh chủng Biệt động quân. Tháng 4 năm 1974, ông được vinh thăng thiếu tướng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị cánh quyền mới bắt đi cải tạo và bị lưu đày suốt 17 năm. Mãi cho đến ngày 5 tháng 5 năm 1992, ông mới được trả tự do. Hạ tuần tháng 10 năm 1993, ông được phép xuất cảnh theo diện HO do chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ. Sau đó, ông định cư tại Garland, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Ta chiến binh sư đoàn ngày dù từ thôn xóm qua thành đô ra đi cho chốn sơn kề trong gió sương âm thầm chân sông nước bên nhau sát cánh thiên bài dù gian nguy vẫn không sợ gian ta chiến binh sư đoàn đầy dù từ Cà Mau ra miền Trung sông qua sư vững biên cương cùng bốn phương không thể dân chiến đấu thì luôn đã xây quê hương vì tự do trong quân thăng tàn vì lập công điên dùng vang khúc ca lên đường bằng linh hoa đưa đàn người thề hy sinh vẫn tung hoàn cờ đấu tranh ta chiến binh sư đoàn nhảy dù từ thôn xóm qua thành đô ra đi khắp chốn sân thi trong gió sương âm thầm chân sông lớn bên nhau sát cánh thiên vai dù gian nguy vẫn không sợ gan ta chiến binh sư đoàn nhảy dù từ Cà Mau ra miền Trung sông pha dư vẫn nguyên cường sông bốn phương không thể vì dân chiến đấu thì đua đáp xây quê hương vì tự do trong quân tham tàn. Trong số báo tháng 4 năm 2009 trên tạp chí Trẻ có bài tường thuật về cuộc nói chuyện giữa phóng viên Trẻ và cựu thiếu tướng Đỗ Kế Gai. Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một phần nội dung của câu chuyện đó. Qua lời giới thiệu của anh Nguyễn Trọng Tuấn, một cựu đại úy thủy quân lục chiến, thành viên hội Quảng Đà Dallas Forward Texas, đã đưa chúng tôi đến thăm cựu thiếu tướng Đỗ Kế Gai tại Trung tâm Sinh hoạt Người Việt Cao Niên, Garland, Texas. Chúng tôi đến trung tâm vào giờ ăn trưa của các cụ nơi đây và được bác Đỗ, giám đốc trung tâm, đón tiếp. Bác Đỗ nhờ người thưa với cựu thiếu tướng Đỗ Kế Gai là có nhà báo chúng tôi đến xin được gặp ông và mời ông tướng ra phòng khách để cho chúng tôi được trao đổi. Bác Đỗ cho chúng tôi biết ông tướng Đỗ Kế Gai hôm nay không được khỏe lắm. Rồi tôi thấy cựu thiếu tướng Đỗ Kế Gai đi vào phòng khách của trung tâm. Hình ảnh vị cao niên chống gậy vẫn không che được phong cách và uy nghi của vị tướng lãnh từng một thời oai vũ. Cấp bậc cuối cùng của ông là thiếu tướng Biệt động quân, chỉ huy lực lượng bảo vệ Sài Gòn cho đến khi nhận lệnh buông súng.
những người đàn anh của tôi ở đây là những cựu trung úy, cựu đại úy đang làm thiện nguyện ở trung tâm. Các anh lo bữa ăn trưa cho vài chục cụ người Việt cao niên ở đây. Các cụ đang nói chuyện, chơi cờ, xem ca nhạc ê ra và chờ cơm. Thấy thiếu tướng đi tới, các anh mời ông đến chiếc ghế êm ả nhất trong phòng. Tôi cúi chào thiếu tướng. Thưa bác, cháu là phóng viên tạp chí Trẻ. Xin được chào bác, chúc bác sức khỏe. Và xin được hỏi bác đôi điều ạ. Từ ngày xưa, tôi đánh giặc đã không thích kể chuyện trong báo. Vì kể lễ chiến công với báo chí, tôi cho là việc tự kể cho đối phương nghe, biết chiến thuật của mình. Thưa bác, cháu xin không hỏi bác về những chuyện đã qua. Thay mặt nhóm thực hiện báo Trẻ, cháu đến thăm hỏi sức khỏe bác, vì được nghe bác đã tham gia sinh hoạt tại trung tâm sinh hoạt cao niên Galen. Nếu anh muốn hỏi gì thì phải đợi tôi nói xong hãy hỏi tiếp, đừng có hỏi ngang làm tôi quên chuyện đang nói. Vậy thưa bác, bác có viết quyển hồi ký nào không? Tôi không viết hồi ký vì những đánh bóng cá nhân hay chạy tội trước lịch sử đều không phải là hồi ký. Theo thời gian, tôi chỉ nói ra những gì tôi thấy là cần thiết. Cảm ơn bác đã trả lời. Xin hỏi, bác đã đi cải tạo bao nhiêu năm? Tôi không đi cải tạo, tôi đi tù. Xin lỗi bác, cháu chỉ muốn dùng lời nói cho nó nhẹ nhàng một chút thôi. Ngày tôi đi phỏng vấn ở trụ sở ODB để sang đây, có người thông dịch viên cũng hỏi tôi một câu như thế. Tôi cũng trả lời rõ ràng như thế. Và ông nhân viên người Mỹ nói luôn với tôi, mời ông ký giấy tờ để hoàn tất thủ tục. Thưa bác, vậy thời gian ở tù của bác bao nhiêu lâu? 17 năm, thiếu 10 ngày. Xin hỏi, có phải bác là người đi tù sớm nhất và về trễ nhất không ạ? Có thể. Ngày 15 tháng 5 năm 1975, họ đến nhà tôi mời đi họp, nhưng thật ra là bắt tôi đi luôn từ đó. Lệnh tập trung những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 6. Họ bắt tôi giữa tháng 5. Có thể tôi là người đi tù sớm nhất. Nhưng khi ấy, họ chưa kịp tổ chức những trại tập trung, thì họ đưa bác đi giam ở đâu ạ? Khám Chí Hòa. Một năm sau, họ đưa tôi từ nhà tù Chí Hòa đến trung tâm huấn luyện Quang Trung cũ. Bữa sau nữa, họ đưa tôi ra Bắc. Bác ở tù ngoài Bắc 17 năm. Khi trở về Nam, bác thấy miền Nam sau 17 năm kiểu cộng sản giải phóng thế nào? Tôi không thích hai tiếng giải phóng. Bác Giai im lặng hồi tưởng. Mọi người im lặng chờ đợi. Ở đây chỉ có những người trẻ làm thiện nguyện là đến trung tâm sinh hoạt cao niên này để phục vụ người già. Trong thái độ, trong ánh mắt và trong giọng nói của những người lính cũ, tôi cảm nhận được sự kính trọng tướng Giai của họ, như ngày họ còn tấm thẻ bài lính chiến trên ngực. Hình như với những người lính cũ, kỷ luật quân đội đã thấm vào máu và vẫn còn sống trong họ. Bác Giai nói tiếp, hôm đó trong trại tù, một người thuộc mặt trận giải phóng miền Nam nói với tôi, trong quốc ca của các anh có câu, này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, thì hôm nay chúng tôi đã giải phóng cho các anh rồi, còn thắc mắc gì nữa? Tôi nghe anh ta nói câu đó thì tức đến chết được. Để rồi tôi sẽ nói cho các anh nghe về lịch sử bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc nói chuyện phải tạm dừng vì bác Đỗ đến mời cựu tướng Giai đi ăn cơm. Anh Tuấn và tôi được mời cùng ăn với cựu thiếu tướng. Bác Giai chống gậy, đi đứng đã có phần khó khăn, nhưng vẫn đi được một mình. Nhìn bác tự lo cho mình bữa ăn, tôi không biết ngày xưa cấp tướng thì có bao nhiêu người phục vụ. Tôi thấy ở ông
phong cách ung dung, bình thản của một cụ già người Việt trong trung tâm sinh hoạt cao niên. Một chút ngậm ngùi nổi lên trong lòng tôi, dù tôi thấy là vô lý. Bác Giai rất an nhiên, tự tại. Tôi hỏi, cơm có ngon không bác? Cháu thấy món thịt kho rất ngon. Ông trả lời nhẹ nhàng, ngon hơn cơm tù. Trên chiếc bàn trải khăn trắng mút, đơn sơ, mỗi người một đĩa cơm, có thịt kho, cải xào, chén canh đậu hũ trắng, nấu với cà chua và thịt bằm. Trước mặt có ly trà đá, trái chuối để tráng miệng. Một phần ăn trưa rất bình thường ở Mỹ. Bình thường đến nỗi người ăn chỉ làm cái công việc là ăn, chứ ít ai nghĩ đến ân sủng của ơn trên đã ban cho lương thực hàng ngày, hay công lao của người nấu bữa ăn, hoặc tiền trợ có từ đâu. Nhưng khi nghe bác Giai vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người như mới nhận thức ra giá trị của bữa ăn hàng ngày. Từ ngày tôi ra tù đến nay, không bao giờ tôi bình phẩm về món ăn cả. Là một phóng viên chuyên thực hiện những cuộc phỏng vấn, nhưng lần này có lẽ là lần thứ nhất, tôi không muốn đóng vai trò phóng viên đặt câu hỏi, mà chỉ muốn ngồi nghe câu chuyện của một chứng nhân lịch sử, một trong những tự điển sống hiếm hoi còn lại đến bây giờ. Những câu hỏi về lịch sử không phù hợp với không gian và thời gian trong lúc này. Từng câu nói như những mũi kim chích vào ung nhọt quá khứ. Nó có cái đã của một vết thương mưng mủ được tuôn ra, nhưng tiếp theo sau là nỗi buồn vết sẹo không lành sau mỗi câu trả lời của vị tướng. Tôi tự thấy mình có lỗi với những câu hỏi có thể gợi sự bất an hay không vui trong lòng vị cựu tướng, nên chuyển sang đề tài khác, may ra cuộc trò chuyện được vui vẻ hơn. Thưa bác, hiện nay bác đến trung tâm này sinh hoạt hàng ngày hay sao ạ? Không, một tuần tôi chỉ đến đây 3 ngày thôi. Vậy những ngày ở nhà thì bác làm gì? Bác đang sống với ai? Tôi sống với 2 người con trai. Hai con tôi qua đây đã lỡ tuổi, dở dang mọi chuyện nên chúng không lập gia đình. Công việc hàng ngày thì tôi làm gì được thì làm, được tới đâu hay tới đó. Thế bác có thường xuyên liên lạc với bạn hữu và các vị tướng lãnh ngày xưa không ạ? Ít khi, từ hôm ra tù đã thế. Ngày ra tù họ cho tôi trong nửa ngày phải thu xếp rời trại. Tưởng là chuyển trại thôi, vì tôi tin là tôi sẽ ở tù tới chết. Không ngờ họ cho về. Tôi với Thiếu tướng Trần Bá Di, Thiếu tướng Lê Văn Thân, Thiếu tướng Lê Minh Đảo là 4 người trong 100 người mà họ muốn giam tù cho đến chết. Nhưng nhờ sự đấu tranh của các chiến hữu, các vị đồng hương ở hải ngoại tạo thành áp lực buộc họ phải thả chúng tôi. 4 người chúng tôi là đợt cuối cùng trong 8 đợt thả 100 người tù cuối sổ. Lúc đợi xe đưa về Sài Gòn, 4 chúng tôi tính với nhau, tôi sẽ được đưa về nhà trước vì là người lớn tuổi nhất trong anh em. Kế đến là Trần Bá Di, tới Lê Văn Thân, Lê Minh Đảo trẻ tuổi nhất sẽ về sau chót. Nhưng khi xe đưa chúng tôi về đến Sài Gòn thì những người áp giải chúng tôi đã làm ngược lại. Lê Minh Đảo được đưa về nhà trước nhất, tôi là người về nhà sau cùng. Vậy thì bác đúng là người đi tù trước nhất và về nhà sau cùng. Bác có thấy không vui về chuyện ấy chăng? Từ những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, sau khi Tổng thống Thiệu và Thủ tướng Khiêm đã rời Sài Gòn, thì ngày 28, 29 tháng 4, tướng Thai bên Tòa đại sứ Hoa Kỳ ngỏ lời sẵn sàng giúp tôi đưa cả gia đình đi ra nước ngoài.
nhưng tôi quyết định ở lại vì trách nhiệm. Thế bác có thấy ân hận về quyết định ở lại đó với 17 năm tù và về sau chót không? Không. Tôi đã làm tròn trách nhiệm của một tướng lãnh với tổ quốc, với quân đội, với đồng bào và đồng đội. Qua 17 năm tù, tôi vẫn giữ tác phong, danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những người bắt tôi còn đó, họ có thể không thích tôi, nhưng họ không có gì để có thể khinh tôi. Đối với phía bên kia thì đã rõ về tác phong của bác, nhưng đối với đồng đội, đặc biệt là với các vị tướng đã bỏ nước ra đi vào giờ phút chót dầu sôi lửa bỏng, bác nghĩ gì về họ? Tôi quyết định ở lại vì tôi thấy hành động như thế là đúng. Nhưng không phải vì vậy mà tôi công kích những người ra đi tháng 4 năm 1975. Bởi vì trường hợp mất Việt Nam thật đặc biệt, không thể quy trách nhiệm cho những người cầm súng giữ nước. Các đơn vị quân đội vẫn hiên ngang chiến đấu. Chúng ta không hề bỏ chạy trước cận quân. Quân đội phải buông súng vì lệnh đầu hàng của ông Dương Văn Minh. Do đó, nếu quý vị tướng có ở lại trong nước thì trước sau gì các ông cũng vô tù như tôi. Hơn nữa, nhờ có một số chiến hữu thoát được ra ngoài hải ngoại nên về mặt chính trị mới có cơ hội tranh đấu cứu vãn những người còn kẹt lại. Về mặt kinh tế, những người đi trước đa số đã thành công trong việc xây dựng cuộc sống ổn định ở nước ngoài. Nhờ đó, ta có thể tương trợ lẫn nhau. Bây giờ, không nên nói nhiều nữa về chuyện đi hay không đi, đi trước hoặc đi sau, mà mọi người nên và phải cùng chung lưng xây dựng một lực lượng vững mạnh cả chính trị lẫn kinh tế nơi thế hệ tương lai của người Việt hải ngoại. Cảm ơn bác đã cho nghe về lịch sử và những biến động ở Sài Gòn cũng như miền Nam vào những ngày cuối cùng của nền Cộng Hòa. Trong tương lai, bác có suy tư nào để chia sẻ với những người đời sau không ạ? Những ngày lễ, ngày Tết, đặc biệt là ngày 30 tháng 4 hàng năm, đều có những người trẻ tìm đến tôi để hỏi thăm. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Phần các cháu hỏi thì câu trả lời của tôi còn đó. Đến năm sau, có thể ta sẽ lại gặp nhau. Các cháu hãy làm đi, làm những gì có thể làm cho quốc gia, dân tộc chúng ta khá hơn, hay hơn. Cảm ơn lời chỉ dạy của bác. Xin được chào bác, và để bác nghỉ ngơi, xin chúc bác nhiều sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho lớp trẻ, dấn thân vào việc xây dựng tương lai chung của chúng ta. Sau bữa ăn trưa ở trung tâm sinh hoạt người cao niên, ngồi nghe cựu thiếu tướng Đỗ Cây Giai nói chuyện, những câu hỏi tôi đã chuẩn bị để hỏi ông không có cơ hội được nói ra vì dòng hồi tưởng của vị tướng già cứ tuôn chảy theo ký ức và cảm xúc của ông. Hai nữa, có những chuyện tôi không muốn hỏi, sợ làm ông không vui. Thế rồi bác Đỗ lái xe đưa thiếu tướng Giai về tư gia. Trong cuộc sống âm thầm nơi viễn xứ, những người lính cũ vẫn sống bên nhau với tình đồng đội ngày nào. Thật đáng kính phục những người lính chiến của một quân lực oai hùng nay không còn nữa. Có một đoạn thiếu tướng Đỗ Cây Giai nhắc đến bài hát quốc ca của chúng ta. Bài hát đã đổi câu quốc gia đến ngày giải phóng thành đứng lên đáp lời sông núi.
Thế mà đến nay, nhiều hội đoàn vẫn còn thiếu sót khi cử hành quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị lưu ý cho sự việc quan trọng này. Thiếu tướng Đỗ Kế Gai và bài thơ Bi Phẫn trong ngục tù Bắc Việt. Đó là tựa đề của một bài viết trên trang mạng Facebook Bước Chân Việt Thời Báo. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị sau đây. Tại Hoa Kỳ, một người bình thường lúc về già sống đơn côi trong nhà dưỡng lão đã là một chuyện buồn. Nên khi một tướng lãnh đã từng bao năm trận mạc, hôm nay sống trong nhà dưỡng lão quạnh hiu, lại càng gây thêm cho chúng tôi những cảm xúc bùi ngùi, đau xót. Chúng tôi đến thăm Thiếu tướng Đỗ Kế Gai vào một chiều chủ nhật mùa đông tại nhà dưỡng lão của thành phố Garland, Texas. Lúc chúng tôi bước vào phòng,